Xin chào các bạn, tầm giá hơn 4 củ, mua máy gì chơi game marketing? Giữa Xiaomi 10S và Xiaomi 11T, chọn máy nào? Kinh phí khoảng 14 củ, mua gaming phone hay là điện thoại phổ thông nào? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Đến với câu hỏi đầu tiên này. Anh ơi, có máy nào 4.3 triệu chơi Liên Quân, Free Fire, Marketing và Mobile Legends? Mấy cái khác không quan trọng. Ok, thực ra là trong tầm giá này thì rất nhiều máy chơi được các tựa game của bạn yêu cầu marketing nhá. Tại vì những game bạn yêu cầu như kiểu là Liên Quân này, Free Fire thì tương đối là nhẹ nha. Tuy nhiên, bạn nói marketing nên là mình sẽ chọn cho bạn một chiếc máy hiệu năng mạnh nhất có thể nhá. Những thứ khác còn lại không quan trọng với đây. Lấy cho mình chiếc Redmi Note 12T Pro. Đây là chiếc máy mạnh nhất trong tầm giá. Tại vì sao? Redmi Note 12T Pro ấy, sở hữu con chip là Dimensity 8200 Ultra. Rất mạnh các bạn nhá. Hiện tại con chip này các bạn vẫn sẽ quẩy được all game. Kể cả là Gen City Park thì các bạn chơi trung bình ấy cũng rất là ổn áp nha. Mấy game như kiểu Liên Quân này, Free Fire hay là Mobile Legends ấy, các bạn chơi marketing 2-3 năm không phải nghĩ luôn nha. Mà thậm chí bây giờ các bạn chơi marketing này, cộng quay cả thêm phim màn hình nữa ấy, thì vẫn ngon lành luôn. Như mình nói, đây là chiếc máy mạnh nhất trong tầm giá để bạn chơi game. Tất nhiên, đánh đổi lại thì đấy, bạn không quan trọng mà thì cái màn hình của chiếc Redmi Note 12T Pro ấy, nó sẽ không quá đẹp nha. Tấm nền sẽ chỉ là IPS LCD thôi. Tần số quét được cái là lên tới 144Hz, nhưng mà ấy, cằm dày, cam thâm, LCD thì hiển thị không quá đẹp nha. Còn đâu những trang bị còn lại thì tương đối là ổn áp. Chúng ta sẽ có hai loa stereo chất âm ok này, pin châu 5000, sạc nhanh 67W và camera thì đủ dùng cơ bản thôi. 12T Pro thì cũng có ROM rồi nha, dùng là máy chính ok. Thì đấy, trong tầm giá 4.3 triệu, bạn cân đối cho mình chiếc Redmi Note 12T Pro nhé. Chuyển sang câu hỏi thứ hai này. Giữa con Mi 10S và Mi 11T 5G nên chọn con nào ngon anh? Ok, để biết con nào ngon thì lại so sánh cho anh em nhé. Về thiết kế thì mình tin là nhiều anh em ấy sẽ thấy là chiếc Xiaomi 11T nó đúng trend hơn, hiện đại hơn. Đồng thời chiếc máy này cũng sẽ có kháng nước IP53. Bù lại thì chiếc Xiaomi 10S sẽ đem lại một cái cảm giác cầm nắm rất là flagship nhé. Máy nặng, dày, đấy, hai mặt kính bóng bẩy, khung kim loại. Về màn hình thì một máy màn phẳng, một máy màn cong nên là khó so sánh lắm. Anh em thích màn cong thì lấy Xiaomi 10S nhá. Nhược điểm là hiển thị không quá đẹp này và tần số quét sẽ chỉ là 90Hz thôi. Chiếc Xiaomi 11T thì được cái là 120Hz này, hiển thị đẹp hơn, được bảo vệ bằng kính Victus luôn nhá. Nhưng mà đấy, đây sẽ là màn hình phẳng. Về mặt con chip thì mặc dù là Xiaomi 10S có con chip là Snapdragon 870, nó sẽ mạnh hơn Dimensity 1200 của chiếc Xiaomi 11T. Nhưng mà hai chiếc máy này thì đều sẽ là những chiếc máy bị bóp khá là mạnh tay các bạn nhé. Nên để mà chơi game ấy, mình thấy là như nhau thôi. Camera thì cả hai chiếc máy đều sẽ là 108 chấm này. Nhưng mà cái cảm biến của M10S nó sẽ trâu bò hơn các bạn nhé, to hơn. Kích thước là 1:1.33 inch. Đấy, trong khi 11T thì sẽ chỉ là khoảng 1:1.52 inch mà thôi. Pin hai máy thì mặc dù chiếc Xiaomi 11T ấy, nó trâu hơn 5000, MK 4800 nhưng mà là như nhau các bạn nhá. Tại vì sao? Xiaomi 10S sẽ chỉ là 90Hz, dùng tiết kiệm pin hơn. Sạc nhanh thì M11T ấy, nhanh gấp đôi nha, 67W. Bù lại chiếc Xiaomi 10S nó sẽ có sạc không dây. Đấy. Và một điểm rất quan trọng nhá. Trên chiếc Xiaomi 10S thì có một cái cặp loa vô cùng chất lượng luôn. Hai loa stereo của Harmagarden gọi là hay nhất thế giới luôn anh em nhá. Mình dùng mình biết mà. Các bạn xem phim này, chơi game giải trí trên chiếc Xiaomi 10S ấy, âm thanh vô cùng ấn tượng. Chốt lại với hai chiếc máy này thì mình nghĩ cũng dễ thôi. Nếu bạn cần một chiếc máy màn hình cong, loa hay, lấy cho mình chiếc Xiaomi 10S. Nhưng nếu các bạn cần một chiếc máy màn hình phẳng này, pin trâu hơn một chút, tần số quét màn hình cao hơn, lấy cho mình chiếc Xiaomi 11T. Chuyển sang câu hỏi thứ ba. Anh ơi, nếu mình có 14 triệu thì mình nên chọn điện thoại hoặc gaming phone nào ạ? Ok, tầm giá 14 triệu thì rất nhiều máy mà lựa chọn nhá. Nếu như bạn chọn gaming phone thì mình sẽ recommend bạn chiếc Red Magic 8S Pro. Đấy, khoảng tầm 12 củ rưỡi, 13 củ. Mua em này chơi game thì khỏi bàn luôn. Tại vì sao? Hiệu năng siêu mạnh nha. Snapdragon 8 Plus Gen 2, nhưng mà nó sẽ mạnh hơn cả Snap 8 Gen 3 trên những máy phổ thông. Đấy, tại vì sao? Red Magic Gaming Phone mà, hiệu năng đẩy lên rất là cao, có quạt bên trong, chơi game cực kỳ sung nhá. Mà trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này thì quá tuyệt vời luôn. Tại vì sao? Chúng ta sẽ có một cái màn hình full view, không khiếm khuyết, camera ẩn dưới màn hình mà. 4 viền mỏng đều nhau này, 4 góc không bao cong, hiển thị cực kỳ là tuyệt vời. Hai phím trigger trên cái bàn súng sướng này. Phần mềm của Red Magic ấy, rất nhiều tính năng hỗ trợ các bạn chơi game tốt hơn nhá. Nhược điểm của Red Magic 8S Pro thì các bạn cần lưu ý thôi. Cam trước của máy đấy, ẩn dưới màn hình thì rất là xấu nha. Những bạn mà kiểu chơi game rồi nhưng mà hay phải video call ấy thì thôi, bỏ qua giúp mình. Còn trường hợp các bạn muốn một chiếc máy phổ thông hơn nhưng mà vẫn chơi game ấy thì trong trường hợp này nhá, bạn có thể cân đối chiếc Redmi K70 Pro, đấy hơn 10 củ thôi. Sẽ thừa khoảng tầm 4 củ thì các bạn bỏ ra cho mình khoảng tầm 2 triệu nhá để mà unlock chiếc máy này.
cài RAM quốc tế dùng ok. Tại sao mình recommend chiếc Redmi K70 Pro? Tại vì trong tầm giá 15 củ đổ xuống ấy, không tính gaming phone thì đây là chiếc máy thuộc dạng mạnh mẽ với cả toàn diện nhất rồi. Đấy, chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 8 Gen 3 này, chiến game cực kỳ là sung nha. Hiện tại quẩy on game max setting. Những trang bị còn lại toàn diện, ví dụ như là viền kim loại này, bền bỉ cao cấp, hai loa stereo, màn hình độ phân giải 2K, cằm mỏng hiển thị tuyệt vời. Pin châu 5000 sạc siêu nhanh 120W và camera của máy thì được cải thiện rất nhiều so với cả đời cũ rồi. Phần cứng camera chính khá là to nhá, thu sáng tốt. Cam trước có 60fps luôn. Nhưng mà đấy, lưu ý thôi, với chiếc K70 Pro thì để mà ân nắp cài ROM ấy thì chi phí bây giờ loanh quanh khoảng tầm 2 củ nha. Nhưng mà cộng lại thì vẫn dưới 14 triệu nha. Thì đấy, bạn chọn cho mình gaming phone ấy là chiếc Red Magic 8S Pro, còn máy bình thường sẽ là chiếc Redmi K70 Pro nha. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, ví dụ Red Magic 8S Pro này, K70 Pro này, mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghim nhé. Giờ xin chào, bye bye.